lộ toàn bộ cái kết của Về Nhà Đi Con. Người thứ ba chen vào Vũ, Thư khiến Vũ phá sản, còn bắt cóc em bé để tống tiền. Dù Dũng rất tốt nhưng Thư vẫn luôn giữ khoảng cách và khéo léo từ chối tình cảm đó vì không thể đáp lại. Nhã quay lại bắt cóc con Thư để tống tiền. Trong lúc giằng co, Vũ đã đỡ một nhát ra cho Thư và lúc này Thư thừa nhận đã yêu Vũ. Trích kết phim Về Nhà Đi Con mà cộng đồng mạng đang share nhiệt tình. Về Nhà Đi Con thực sự đang tạo ra một cơn sốt rất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Từng diễn biến của các tập phim luôn khiến khán giả phải nín thở theo dõi. Bên cạnh đó, thời lượng quá ngắn của mỗi tập phim cũng khiến người ta muốn phát điên vì những phân cảnh khó đoán, buộc khán giả phải chờ tới tập tiếp theo mới có thể biết được. Có thể nói, cái kết của Về Nhà Đi Con chính là thứ mà người ta quan tâm nhất hiện tại. Mới đây, mạng xã hội đang râm ran một kịch bản được cho là diễn biến của Về Nhà Đi Con những tập tiếp theo cho đến hết. Cụ thể, kịch bản này viết rõ người thứ ba xuất hiện chen vào giữa Vũ và Thư là Nhã, một cô gái đáng ghét không thua gì Khải. Nguyên văn như sau. Tin siêu hot đây này, đạo diễn tạo ra Khải rồi lại còn tạo thêm Nhã làm gì không biết. Tình cảm của Thư với Vũ tiến triển tốt đẹp, sau khi Thư sinh con thì Nhã xuất hiện là một cô gái thành đạt, xinh đẹp, sang chảnh nhưng lại lắm chiêu và khó chiều. Sau vài lần hẹn hò, Vũ nhanh chóng bị Nhã cuốn hút. Một lần Linh bắt gặp Nhã và Vũ đi chơi với nhau đã đánh ghen hộ. Vũ cảm thấy ấm ức nên bênh vực Nhã. Trái với sự vô tâm của Vũ thì Dũng ra sức quan tâm Thư. Thư và Vũ ngày càng xung đột. Đỉnh điểm là ông Sơn bắt gặp Vũ đi với Nhã nên đến nhà ông Luật xin con gái về. Chiêu trò của Nhã đã khiến hiểu lầm giữa Thư và Vũ trở nên bế tắc. Cả hai kết thúc hợp đồng hôn nhân trước thời hạn. Lúc đầu Thư đi thì Vũ cảm thấy tự do nhưng càng về sau thì Vũ càng cảm thấy thiếu vắng và hoang mang tình cảm bản thân, cuối cùng yêu Nhã hay Thư. Vũ cũng dần nhận ra Nhã là một cô gái quá tham lam, nhiều mưu mô, khinh thường người khác chứ không hề tình cảm hay có những giây phút vô tư như Thư. Nhã cũng chia rẽ cả Dũng và Vũ. Thực ra Nhã đang bị phá sản nên định đào tiền từ Vũ, chính Nhã là người đã lừa đến 30 tỷ của Vũ. Lúc này ông Luật vờ phá sản để cho Vũ sáng mắt. Quả nhiên, Nhã lộ mặt và Thư chính là người đưa tiền và giúp đỡ Vũ. Vũ hối hận vì lầm lỗi của bản thân, muốn đón Thư về nhà nhưng Thư không đồng ý. Chứng kiến cảnh Dũng hàng ngày đưa đón Thư, Vũ lúc này mới thừa nhận yêu Thư, trở nên trưởng thành không còn trẻ con, luôn tôn trọng cái tôi như trước đây. Mẹ Vũ ban đầu biết đến chuyện hợp đồng cũng giận Thư, nhưng từ khi dựng lên màn kịch phá sản, mẹ Vũ hiểu Thư là cô gái sống tình cảm nên có tới năn nỉ giúp Vũ. Thư vẫn xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nhưng không chịu tái hợp với Vũ. Về phần Dũng, dù Dũng rất tốt nhưng Thư vẫn luôn giữ khoảng cách và khéo léo từ chối tình cảm đó vì biết không thể đáp lại. Nhã quay lại bắt cóc con Thư để tống tiền. Trong lúc giằng co, Vũ đã đỡ một nhát dao cho Thư và lúc này Thư thừa nhận đã yêu Vũ rồi. Cuối cùng Thư và Vũ cũng về với nhau. Diễn biến thoạt đầu nghe có vẻ rất hợp lý với những cảnh quay đã từng bị tiết lộ trên mạng, nhưng câu chốt của bài viết này tôi đoán vậy thôi, còn chính xác thế nào thì 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu mở VTV1 lên xem nhé, đã khiến nhiều người bị té ngửa và biết rằng mình bị lừa. Dù vậy, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho sự tưởng tượng thú vị này. Bên cạnh đó, rất nhiều comment thể hiện sự háo hức mong chờ rằng phim sẽ tràn ngập drama mới như chính kịch bản tưởng này. Công nhận, bạn Thơ viết kịch bản mượt quá mượt, mình đọc tới đâu thấy thú vị đến đó, cho đến khi đọc câu cuối bài. Lỡ bạn này nói thật thì sao? Chưa gì thấy nhân vật Nhã khớp với những cảnh quay hậu trường được tiết lộ rồi đó. Thôi ngóng phim tiếp vậy, chắc chắn là sẽ còn nhiều hấp dẫn lắm.